Ui dạ. Này cái này mới là ví. Chắc vậy. Bị chỏ mà. Ủa cái đó chị Loan chứ kêu đem để ngoài bàn kia mà. Ngoài ghế sofa kia kìa. Mua đó là phải mua thêm một cái để bỏ rớt nữa. Không biết thứ sáu xin chị lo về sớm nửa tiếng được không ta? Chết ngay bố đi chứ. Thứ sáu thì nô ăn nè. Ơ, em xin nó gì ơi. Em về đi làm, em về làm đi làm. Mấy giờ? 6 giờ về, 3 giờ làm. Thì rất đào, tôi định xin 6 rưỡi nãy đó. Này, sao làm ra cũng đồng rồi em nghĩ. Thì thả ra là rất là... Ngay để làm đi làm 2 số. Chị về làm gì à? Chị đi chơi, tôi làm gì. Nhớ nhà em đi. Nhớ nhà em đi. Em đi luôn. Muốn con đang hoa dữ. Cho em bỏ qua đây. Quần là chưa ra luôn hả chị Thuận? Lưới hả? Ừ, giá tệ tế. Ủa chứ giờ ở trong nó làm chi Thuận? Ừ hả? Ừ. Trời trời. Nhà mọi đi làm được không biết? Nhà nó là ra ngày khách 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 nữa. Nước càng ừ, ngày có khách hay khách đâu hả? Cô trời ơi. Ngày mà khách hay khách. Cho nên rảnh là đi xuống dưới đây do trên này hết dưỡng kìa. Tưởng đâu trên này ớt không. Xuống coi thử còn giường không? Có phải là con giường không?
tưởng đâu trên đây ở không, với con Dương với Đại trên đây. Ngày mà khách hay khách thì cũng chóng thiệt. Chóng chứ. Có bốn là thịt ngàn. Nón nón lần ý. Thì 100 ngàn với mấy khách 40 phải đúng không? 40 đúng không? Nón nghĩ già 40, 50 hay là cái gì mà đầu, ừ, cái mũ đó mặt hình như chị thấy nó giá 50 hay 40 vậy đó mà 80 quá hả? Kêu nhà ép Facebook một cái đứa ở quê nhiều lên ăn bài ăn đồ cho họ biết. Chị hồi xưa chị bán lẩu chị ép tùm lum Facebook mà chị cũng ép ấy. Chị đơn giản bạn học quên rồi đó. Ép đại càng vô đi. Ờ. Dạ má luôn em. Sao mẹ em bạn em đi gửi thì đâu. Ấy để bây giờ mình đăng lên ai gần nó hồi đăng người ta không biết tôi đấy. Gỡ bằng phải 2 ngàn bằng người luôn á. Cái biết thì người ấy gỡ nhà nó 100 ngàn gỡ. Không nha ưng gỡ mẹ người mua có tả. Hắn không biết. Dạ. Không biết chứ, hắn lọc được cho nó. Ừ. Người mua tương tác lọc nhanh lắm. Dạ. Ừ. Sức của chị mình lọc hết trong nhà, lọc thật luôn. Ừ. Bé ghi. Bé ghi riêng hả hay là bé ghi có cây? Chú nó có ly nè, lại ngon ly. Ừ. Mũ không luôn. Không biết chịu nổi không mày chứ. Bữa con bán bạn chị ngày nó ăn đi chơi vui lắm ngày chơi một nhóm đi chơi đám hàng là mỗi đứa sẽ chuẩn bị một món quà 300 ngàn cho xuống mua cho nó mua xong rồi chơi cái dạng như là bóc cái kẹo bóc quà xong rồi mình lấy nhưng mà mình không biết cái quà nó của ai hết trơn á có người mua hết trơn á. Chơi á tỷ mà là nhờ có gia đình rồi mà nhiều cũng muốn chơi không, chung nhóm nhỏ chứ có đứa mà gia đình nó có một đứa mà ly dị là chơi chung nhóm hả quen ghê á bà cũng vừa mát này hắn quen quá mà chẳng nhớ mấy đứa này bạn chung nhóm thì chơi cấp hai anh chị đâu bạn rất là tung tăng hồn nhiên nghe không có đứa mà không có bồ với chồng đù chín hai rồi đó chín hai rồi đó là vui hè với lại mấy đứa này nó suy nghĩ thoáng nữa chứ chị có gì không chị cho qua đi chưa biết đi chơi miết luôn bạn đi chơi toàn thứ bảy chủ nhật không nó rủ chị đi cắm trại ngày Tết Dương lịch ngày 1/1 này nè chúng cho thứ bảy mà không biết đi được không chắc không.
một phút.